bắt hết cái đéo được. Dạ. Mùa này bắt này. Hả? Chả có hình được. Nhưng bác sĩ không chỉ có đạt hay chả đạt thôi chứ không thể hình được. Ồ, cơ con này chắc chắc mà. Thừa đấy. Ôi giờ rồi. Thừa rồi. Thừa rồi. Cắt bớt đuôi. Cho con một đấy nó chắc. Cắt bớt đuôi nó lại. Dạ rồi. Thế mày. Đau. Như ra phát nhà. Đấy, nó không biết bắt đầu. Là vừa bắt đấy. Mình có cái này là béo con răm, móc móc chứ thật. Vâng. Ừ, bên ngoài. Để ra bên ô bên. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là mình đang đi bắt răm tạ rắn nhà anh Anh Sử. Vâng. Mời bác về một nhé. Nha. Thợ rắn này là thợ rắn là đẳng cấp, bắt rắn như không, như bắt như bắt điêu, như bắt lưu lươn. Con nào mà nghi mà đưa đây. Năm 8 rồi ạ. Cần có gì đó, con bắt được bắt. Vừa thả người ấy, thả thế nó thành cái cục. Không mang chết thẩm mỹ. Ý, rắn là một rồi. Đấy, đấy, thôi đi. Cần cái này một lần. Con này mang cân. Con này mang cân. Con này khủng rồi. Đấy, tí là đấy, con này. Con này. Đấy, con này to thế con này. Mình nhặt cho này vào chuồng cái. Tư đây. Có thể được. Bắt chết. Tí nữa thì mình chết. Đánh rồi nhỉ. À, bắt bên một rồi. Quay nó sang bên kia luôn. Đấy đâu đấy, quay nó sang đây kìa. Cứ bắt bên một cho hết rồi. Cho khỏi sót chống sót ạ. Muốn bán một bên bắt bìa. Muốn bán là bán được nhiều. Bán cả bên 11. Anh ạ? À? Không. Một thôi. Ý là bắt hết đã xong rồi xong thế này. Ừ, bắt đâu gọn đấy. Nó có thế nào phải bán bê. Nó có thế nào không? Không, tức là mình sẽ đang định cái đang định bán cái này xong thì xuống ở chung mua một con này mua hai con. Ừ. À, đồ, đồ. Hôm nay xuống mua bán nhưng mà hai con nó có chỗ được cho thả không? Đó, cái cấp. Thôi. Thôi. Cái mãi thôi. Đấy, cái này. Mà cho nó. Hôm nay nếu mà người ăn mãi thì đúng lắm. Đấy. Mẹ. Có. Xuyên con này được đấy, con này. Con này 2 cái mấy. Hôm nay nếu mà ăn mãi thì quá đông luôn.
Ôi trời. Điệt mà mất má cốc bia rồi. Bỏ nhá. Ôi trời. Ngược vào mặt ngay đấy. Ôi nhá. Ôi buộc nhá. Buộc này. Chờ mấy phút. Tầm bao con này em? Dẫu biết được. Vâng. Ngoài, ngoài đếm, ngoài đếm rồi sao? Vâng. Ngoài đếm. Mà đúng rồi. Đi là ít bóc quà mà mắng chết. Chắc tôi còn chụp vào được cổ hiểm đâu. Còn lại thì ngoài đó. Nó được bốn con mà nhiều con khác. Tầng ba, tầng tư. Đấy, như con này không phải cần. Lắm trung phẩm tất đấy. Năm năm giờ. Đâu năm nay? Ba năm xưa, rắn này rắn năm kia đấy. Năm xưa. Đặt kia đừng có rắn bán mà nhỉ, vì nó tới con này không bán à? Tới bắt được con nào tôi bán cái phải á? Cứ lên xem tôi đánh dấu để xem thử xem vài cái không nó trứng được tiếc làm gì quê càng như cái sao thả ơi quê tạm con đằng đang bắn thôi. Bịt mà loay hoay. Thế mà không nhìn người lắm. Ừ, kiểu. Thật chứ? Đúng rồi. Không nhìn người lắm. Bắt một rắn mùa đông thì sớm. Chạy. Về sớm. Mùa. Cái này nó to này nó yết mặt này mùa này. Mùa này nó còn tốt đấy. Tí nữa không nhìn người rắn đâu. Mùa đông nó nằm im lắm. Mùa này không phải. Ăn xấu à? Mùa này yết. Đâu? Hay là nhìn nhầm? Nó nằm rộng quá rồi phải ken ngay từ từ nó nằm chật lại đúng không? Cấm mình trượt. Ấy, cấm trượt. Vừa mình gót đất vào rừng nó kẹt đất này nó chật bậc thang. Nó kéo xuống đây. Nó đất vào. Đất là thì nó chật thang. Nó anh Quyên bỏ ở đâu đấy. Vậy dính người ăn đây là cứt hay là nọc ấy? Đây. Nước nó bắn ở người ăn đây là cứt hay nọc? Cứt. Cứt mà. Làm gì? Cái miếng gỗ nhất định không hám ổn. Cái là hổ cồn. Cái tay này cắn ngay. Đầy cứt rồi. Hả? Đầy cứt rồi.
biệt rằng. Tí nữa làm cái tiêu đề là lấy một xô nọc rắn này cho nó hấp dẫn. Lấy một xô. Mà bọn nước ngoài nó hỏi mua nọc rắn nhiều lắm đấy. Bán thì chả biết bán giá nào bây giờ. Chốt trước của mình là bán bao tiêu một cc nhỉ ông nhỉ? Thế thì cái này phải cô nó nhưng không tươi được rồi. Cô như cạo. Mà bán ngọc tươi ngọc tươi là bao tiêu một cc? Chốt có 500 nghìn à? Mấy chục nghìn một cc thôi. 500 nghìn thôi. Mấy chục nghìn người chả bỏ lấy. 500 nghìn. Rồi, người ta tính lấy cái độ nguy hiểm của việc lấy 500 nghìn một cc. Ông bảo lấy một con rắn được bao nhiêu đâu mà? Không được mà, trước lấy trắng thì mình đôn giá lên. Đôn nhưng nó không có nhiều, mà lấy thì nó trắng. Nó không có mấy nào. Mà lấy thì cái con rắn bắt buộc là phải không được bẻ răng mới lấy được. À, đấy nó cắn nhau mất nào. Mà nếu mà lấy ở trại nhà người ta thì nửa ngày cũng trắng. Đó lắm. Lấy một xô nọc này rắn. Có lấy nhanh lắm. Xô sơn, xô đồng sơn. Đây mình quay này, và mình còn nên chính mà mình bỏ cái lá hết thì đấy hình ảnh, nhưng mà mình thuyết mình rồi. Không để tiếng nói được, bởi vì cho nước ngoài xem mà nó chẳng quan biết mình nói gì đâu. Đấy nhá, rắn rừng có cả ve nhá. Ve rồi, ve đây. Có cả ve. Thiên nhiên à? Thiên nhiên. Thiên nhiên à? Thiên nhiên. Thiên nhiên. Trời nó không biết cái gì. Ok. Bắt ve thì phải mua về để bắt ve cho nó. Nó được bắt rồi quay video. Bắt ve cho nó đi xong thì thả vào. Cứ để ve nó đốt nó. Khổ tội nghiệp nó. Tiếp quay video cái kiểu bắt ve đấy. Kiểu tôi hiểu là kiểu gì. Kiểu bắt đầu vào ngay. Thôi nhá. Không hiểu là bây giờ quay về hướng nào. Cái này mở bên này, cái này mở bên này. Mở bán được không? Mở vẹo. Mở vẹo. Bao bá anh Toàn. Một bao. Con được hai cái mới vậy. Ui chú. Bỏ 3 tầm bây. Bỏ chất khó. Đây mình đã trực tiếp với nó. Mình quay nó trực tiếp rồi. Không, chỉ quay không đằng sau. Chứ không phải trực tiếp. Phải chỉnh sửa các kiểu như đúng không? Sửa. Thêm bớt. Cắt ghép đi một cái đoạn rồi, không thích gì đúng không? Đỡ mất thời gian người xem. Chỉ lấy khoảng chục phút là ok lắm rồi. Đi. Chiếc này mở rất ít nhé. Không như tin ở khả năng nó mở ít. Như tay xem mà nó bảo bắt bằng tay này nó không tin. Tôi gọi ít người ta bắt ấy. Đúng không? Nó không tin. Nó bảo...
tuất. Tuất nó ra quá một cái anh Toán. Gần cân bảy hay cân vẫn nào tay anh bây giờ có tầm béo rồi. Năm nay cũng có thịt mới ở năm ngoái nên nó không cho ăn. Cá có rất là thằng đấy tẩy xèm sữa mắt thằng đấy nhá. Làm được không? Đấy, có bắt cái nào? Hôm nay số thấu rồi, bắt không? Anh Toàn. Bắt đâu? Anh Toàn. Con này sao? Đang chỗ bắt rắn rồi. Đi đâu? Đây. Chờ đã. Nó vàng à? Hả? Nó vàng. À, dần trắng. Con này trắng. Con này xuống không? Hả? Xuống hả? Không đâu ấy, ông ơi. Con này nó lại ương ương, nó hai màu cơ. Biết rồi, con rắn này nó bạch lan. Biết rồi. Con này nó chuẩn nó bạch lan, con này để con nuôi. Con này nó màu tím tím ấy. Con này nộp cho nuôi đấy. Để nuôi. Con này nó màu tím tím ấy. Con này nó hết rồi, chỗ đấy hết rồi. Tự nó biến đổi đúng không? Rất cái rồi. Mới sang bên này. Tự nó biến đổi. Ờ. Nó tím tím ấy. Con đấy là năm cũ. Khỏe bình thường. Chào cụ trên mạng nha. Đây là ông chủ rắn. Làm video à? Ghi ghi như này nè. Bút thế. Nào, để tiếp. Bút cái gì này? Bốn bìa chưa nữa con năm bảy cân hai đại ca năm bảy cân bảy con năm bảy cân hai con này kia dưới tả mới mới trong chuồng nữa ha có nhưng mà dưới tả luôn. Con 46 cân đi. Trong 3 cân. Hai. Con nước rồi được anh ca. Được. Đấy, tất cả là một tạ rồi. Nước rồi. Ủa tiếng không? Ôi chết. Được. Chứ đi qua nó mới là tự nhiên đúng không? À. Hơn một tả này. Mới đa vậy. Đây là giáo là mới là máy. 34. Cái cô bi đâu? Đại ca ơi, coi đại ca rửa là gì thế? Đại ca vào hộ hộ ha. Tiền tôi nắm béo rồi, bảo đưa tiền, tiền đến tiền đấy. Tiền để làm gì? Tiền nắm béo đâu? Bắt mình lấy tiền nhỉ? Ủa gì đó? Tiền. Cái này gọi là tiền à? Cái gì đấy? Tiền tươi đấy. Tưởng cái gì chứ cái này là nhà mình đây. Nhà mình chỉ có mỗi cái này, ngoài ra chở cái gì khác. À cái này nhà nhiều à? Nhà nhiều, em tưởng cái nào chứ. Đây là gọi là tiền của nhà em đây. Cứ nói nào. Nhà ngoài tiền ra chẳng có chó gì. Mình cứ tưởng tiền nó thế nào, phát ra đây là tiền. Có cái này nhà mình đây. Mới con.
đấy, mọi người bán bấy cho rắn được bao nhiêu tiền này? Ok. Đây là 1 triệu đô nhá. 2-3 tỷ. Ôi đại ca ơi, đại ca tiền đi. Đấy, nó lên đấy. Đấy, nó lên đấy. 400. Thôi quay thế thôi, không mà mọi người để nhìn thấy tiền nhiều quá tí mệt. 3 người, 4 người.